Hello, xin chào các bạn. Mình là Kim, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Lauren Chi Chi UK. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ đến tất cả các bạn một ngày đầu mùa hè ở Anh Quốc. Mời các bạn cùng đón xem nha. Mommy, they're teaching. It's right. Chị thấy con chim không? The bird. Video của mình đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.